và ngày hôm nay chúng ta cũng có một số những cái công ty liên quan đến crypto đó cũng đã thông báo tài chính trong quý 3 chúng ta có công ty Coinbase thì Mặc dù là Coinbase các bạn nhìn thấy trên màn hình thì thu nhập của Coinbase sẽ không được tốt lắm Nhưng mà có một điều đó là cái số lượng người dùng của Coinbase tuy là họ nói là đã giảm đi theo thời gian Nhưng mà không có giảm nhiều như là ước tính Chúng ta có thể nhìn thấy được là Coinbase nói đó là họ có 8,5 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng trong quý 3 Và đương nhiên cái con số này là dưới con số 9 triệu rồi Nhưng mà con số này vẫn cao hơn là 7,84 triệu ước tính cho nên chúng ta thấy được là tuy cổ phiếu Coinbase ngày hôm nay xuống 8% nhưng mà sau khi có thông báo quý 3 tuy là không tốt à, nhưng mà có thể nghĩ là không tốt nhưng mà cũng không có tệ như là nhiều người nghĩ cho nên chúng ta có thể thấy được là cổ phiếu tăng trở lại khoảng chừng là 4,8%. Coinbase á, thì họ nói đương nhiên là tình hình thị trường crypto đang ảm đạm giá cả đi xuống trong thời gian qua thì sẽ có ít người hơn sử dụng. À, nhưng mà nói chung thì Coinbase bây giờ đó đã không còn như là khi xưa nữa. Các bạn hãy nhớ là Coinbase khi xưa đó là cả một thời luôn chúng ta thì là Coinbase là một trong những công ty đầu tiên à, cung cấp dịch vụ mua bán crypto nhất là ở Hoa Kỳ và trong một thời gian dài luôn Coinbase là sự lựa chọn duy nhất của nhiều người có những cái nền tảng khác nhưng mà nói chung dễ sử dụng nhất đó, và dễ kết nối với ngân hàng vẫn là Coinbase nhưng mà bây giờ lại không phải nữa các bạn Coinbase bây giờ đó bị cạnh tranh bởi rất nhiều những công ty bây giờ chúng ta được chúng ta có Binance US chúng ta có FTX US chúng ta có Gemini chúng ta có nhiều những cái sàn khác và nhiều dịch vụ trước đây đã không cung cấp À, mua bán crypto bây giờ cũng có luôn như là PayPal à, cho nên bây giờ Coinbase đang à, gặp rất nhiều những cái sự cạnh tranh thì đương nhiên cái số lượng người dùng mà nó cũng sẽ giảm xuống và thật ra Coinbase với thường nó cũng không còn đặc biệt gì như xưa hết nói chung thì cái phí Coinbase nó vẫn rất là cao các bạn có thể mua ở Hoa Kỳ đó cái phí có thể rẻ hơn nếu các bạn sử dụng Binance US hay là Aptex US phí trên Coinbase thì nó mắc hơn rất là nhiều cho nên đối với thường đó, thì uh, Coinbase tương lai ra, ra sao thường vẫn còn chưa có biết nhưng mà đối với uh, Coinbase thì họ vẫn còn rất là nhiều tiền các bạn họ vẫn có thể chống chọi được và có thể là họ sẽ thay đổi mình trở thành một công ty nào đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi mà thôi đó là Coinbase và Coinbase dương nhiên thì vẫn đang lưu trữ crypto và không có ảnh hưởng gì về cái số lượng crypto họ đang lưu trữ họ không bán hay là không mua thêm uh, dựa theo cái thông báo của quý ba này Kế tiếp đó, chúng ta có công ty uh, PayPal thì uh, các bạn đã thấy là PayPal cũng là một công ty trước đây chỉ cung cấp dịch vụ thanh toán bình thường mà thôi bây giờ đó, thì uh, PayPal cung cấp uh, các bạn có thể là mua bán gợi crypto. Thực ra thường cũng không có thể sử dụng PayPal đâu các bạn, nhất là gần đây. Những cái drama với lại PayPal về việc là họ sẽ uh, tính cái con số tiền phạt là 2.500 đô cho những ai mà họ nghĩ là đưa tin không đúng sự thật. Nhưng mà PayPal là một công ty thanh toán mà họ đâu uh, có phải là công ty phát chắc gì đâu thì nếu như mà thông tin nào đó họ không đồng ý là sự thật thì họ cũng không phải là người có thể nói sự thật là gì nói chung đó, thì PayPal cũng không phải là một công ty mà thuận thích sử dụng đâu các bạn nhưng mà PayPal cũng có cung cấp dịch vụ crypto và PayPal đó thì khác với lại công ty Coinbase chúng ta thì được là cái thống kê quý ba đó thì họ có cái thu nhập tốt hơn là ước tính nhưng mà chúng ta thấy được là cổ phiếu của uh, PayPal vẫn giảm 11% bây giờ đã hồi phục đầu chút và giảm khoảng chừng là 5% mà thôi tại sao vậy tại vì đó tương tự như là chúng ta nhớ uh, công ty Microsoft khi mà có cái thông báo quý 3 đó tuy là họ có cái thu nhập tốt nhưng mà cái suy nghĩ của họ về quý 4 không tốt chỉ như đó thôi uh, thì đã bị uh, thị trường dù dập rồi các bạn đó là thông báo đến từ PayPal À, còn một công ty khác nữa, thực ra công ty này đã, đã thông báo cách đây 2-3 ngày Đó chính là công ty mà nhiều bạn sẽ rất quen thuộc Đó chính là công ty Microstrategy thì công ty MicroStrategy nói chung đó thì quý 3 cũng không phải là một cái quý tốt lắm các bạn à, Họ thông báo thì họ cũng bị lỗ Nhưng mà thường nghĩ là cái phần mà nhiều bạn quan tâm đến nhiều hơn đó là Cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ đó họ có mua thêm hay bán hay là không Thì dựa theo tài liệu được cung cấp bởi lại SEC đó thì cái số Bitcoin đó họ vẫn tiếp tục đồ Nói chung thì cho đến ngày này tháng này đó MicroStrategy vẫn giữ đúng lời hứa là họ sẽ đồ À, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra và các bạn đã biết đó là đây là cái quý đầu tiên mà Michael Saylor không còn là CEO nữa Michael Saylor bây giờ giữ chức chủ tịch của công ty thì uh, bây giờ CEO đó là phong lê thì uh, phong lê nói là công ty vẫn sẽ tiếp tục con đường ủng hộ bitcoin và thêm vào đó đó, thì uh, phong lê nói là công ty MicroStrategy Strategy đang tìm cách để mà tích hợp phần mềm của công ty với lại cái uh, phần mềm lay network để cung cấp thanh toán trên mạng lưới của BTC. Tôi nghĩ là công ty MicroStrategy không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Các bạn à, đã biết đó là tại sao mà công ty MicroStrategy đã những cổ đông lại cho phép Michael sailor không những là dùng tiền công ty mà đi vay mượn thêm, bán thêm cổ phần. À, có thể mua rất nhiều Bitcoin như vậy trong khi mà những Bitcoin đó bây giờ đang bị lỗ và bị lỗ cái phần cũng không nhỏ đâu các bạn cái giá trung bình của MicroStrategy nhớ là cũng khoảng ba mấy 40 ngàn đó thì bây giờ họ lỗ không hề nhỏ nhưng mà tại sao mà cổ đông vẫn tiếp tục ủng hộ như vậy tại vì ngược lại đó chúng ta thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy từ khi mà thu Bitcoin đó đã tăng rất là nhiều rồi có thể nói được là cái lợi ích mà Michael Sailor mang đến cho cổ đông đó Tại vì cổ phiếu tăng lên còn nhiều hơn rất là nhiều So với số tiền mà bị mất đi tại vì họ lưu trữ Bitcoin nữa các bạn Các bạn có biết công ty MicroStrategy trước tháng 8 của năm 2020 hay là không? Nghĩa là nhiều bạn nói là không biết À, các bạn à, có biết MicroStrategy trước đó hay không? Như bạn cũng sẽ là không biết các bạn. có thể thấy được là chỉ vì MicroStrategy lưu trữ Bitcoin mà thôi. Và MicroStrategy là một trong những người rất là lớn tiếng về việc ủng hộ BTC đã khiến cho MicroStrategy có giá trị hơn từ tháng 8 thời điểm đó tới bây giờ. Cho nên lợi ích của công ty đã không hề nhỏ khi mà có chiến lược này. Đó là lý do tại sao đó các bạn. Và bây giờ tôi nghĩ là cái số lượng Bitcoin họ không có phải là lưu trữ và cứ giữ đó hoài đâu. Họ cũng sẽ tìm cách để mà kiếm được lợi ích từ con số đó. Cho nên tôi nghĩ là Michael Strachey không phải là công ty đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Còn một công ty khác nữa cũng đã đưa ra cái thông báo ngày hôm nay liên quan đến crypto. Đó chính là công ty Block uh, hay là công ty Square đó các bạn. Thì Block là công ty của Jack Dorsey. Các bạn đã biết Jack Dorsey trước đây là CEO của Twitter. Sau đó thì Jack Dorsey cũng bất mãn với lại những cái... Uh, giám đốc cấp cao ở Twitter cho nên cuối cùng đã từ chức không làm CEO nữa. thì bây giờ đó uh, Twitter được mua lại bởi Elon Musk thì theo tin đồn mà thôi Elon Musk đã từng uh, mời Jack Twitter trở lại Twitter để mà làm CEO nhưng mà theo tôi biết là Jack Dorsey đã không đồng ý. À, tại vì Jack Dorsey bây giờ chỉ muốn quan tâm đến Bitcoin mà thôi Cho nên công ty Block là công ty mà Jack Dorsey muốn dùng thời gian Để phát triển chứ không phải là trở lại Twitter Thì Block đã có một cái thông báo quý 3 rất là tốt luôn các bạn. Các bạn được là thông báo quý 3 doanh thu đã cao hơn là ước tính. Và công ty blog say là mặc dù là một số những cái dịch vụ khác như là chúng ta nói tới uh, Jam hay là chúng ta nói tới dịch vụ Strike đó, thì uh, đang trên cái con đường là doanh thu bị yếu đi, nhưng mà ngược lại đó Block lại nói được là cái ứng dụng của họ đó thì được sử dụng tốt hơn và họ kiếm được tiền và đặc biệt hơn đó là họ kiếm được 37 triệu đô la từ việc bán bitcoin trong cái quý đó à, có nghĩa là họ bán khoảng chừng là 1,76 tỷ đô la bitcoin thì họ có lợi nhuận là 37 triệu à, thêm vào đó đó thì họ vẫn tiếp tục giữ cái số lượng bitcoin mà không mua thêm không bán thêm cái số lượng bitcoin họ lưu trữ là 156 triệu thì các bạn thấy được là mới đầu đó khi mà cái phong trào những công ty lưu trữ Bitcoin đó bắt đầu xuất hiện thì rất nhiều công ty uh, họ nói họ cũng tham gia phong trào này nhưng mà không phải công ty nào cũng có thể là kiên trì qua được một cái thời điểm mà không tốt đâu các bạn nhưng là thời điểm trong những mấy tháng qua nhưng mà các bạn thấy được là những công ty mà tới thời điểm bây giờ như là MicroStrategy như là Block thì các bạn đã thấy được là họ đã có khả năng và bây giờ đó thì tôi nghĩ là những công ty nào mà họ sợ họ muốn bán Bitcoin trong ngân sách của mình họ đã bán rồi, những công ty còn lại họ sẽ không bán đâu như là Block như là MicroStrategy. Thì đây là những cái thống kê của những công ty lớn ngày hôm nay liên quan đến crypto đã thông báo quý 3 như thế nào. Và chúng ta cũng có khá nhiều những cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô Thường muốn chia sẻ với các bạn Rồi chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu liên quan trực tiếp đến thị trường crypto Và cái video ngày hôm nay nó sẽ dài hơn bình thường một chút Tại vì Thường muốn dành nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn Tại vì ngày mai ngày mốt đó sẽ không một video Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những cái thông tin khác liên quan tới một số quốc gia đi Vẫn là thông tin liên quan tới kinh tế vĩ mô Thì chúng ta thấy được là nước anh thì trên màn hình các bạn đây là thống đốc ngân hàng trung ương anh cũng giống như là phé tàu hoa kỳ ngày hôm qua đã tuyên bố là tăng lãi suất thêm 0.75% đương nhiên tăng lãi suất để mà siết chặt nguồn tiền tại vì nước Anh là một trong những quốc gia mà đang đối đầu với lạm phát còn cao hơn cả Hoa Kỳ nữa và đây là cái đợt uh, tăng cao nhất trong vòng 33 năm qua nhưng mà điều này đó cũng uh, không có gì là làm nhiều người lạ đâu điều mà nhiều người lo lắng hơn đó là ngân hàng trung ương Anh uh, đã thông báo là nước Anh đang đối mặt với cuộc suy thoái dài nhất trong lịch sử và chỉ như đó thôi chúng ta thấy được là đồng bảng anh à, tiếp tục rơi so với đồng đô la các bạn có thể nhìn thấy được là bây giờ đó một đồng bảng anh chỉ bằng có một đồng 11 USD mà thôi Chúng ta thấy là tiếp tục rơi xuống à, tại vì mọi người lại tiếp tục lo sợ về suy thoái ở nước Anh ngày lại càng tệ hơn. Và đáng tiếc đó, thì chúng ta thấy được là đồng bản Anh là một trong những đồng mà nằm trong cái chỉ số DXY. Cho nên khi mà đồng bản Anh không tốt hay là đồng Nhật không tốt hay là đồng Euro không tốt. Đó, chúng ta lại thấy tiếp tục là chỉ số DXY lại ở mức cao bây giờ đã, đã trở lên mức 112.87 rồi. Cái mức cao gần đây là khoảng 114 điểm. Bây giờ là 112.87 rồi các bạn Và đương nhiên đối với nhiều người đó thì các bạn không muốn tiếp tục thấy chỉ số DXY xoay cao như vậy Tại vì nó có cái sự tương quan âm với lại tình hình tài chính Khi mà điên xoay tăng thì các bạn đã thấy là chứng khoán sẽ là màu đỏ và sẽ có sự ảnh hưởng đối với crypto cũng là màu đỏ luôn cho nên nhiều người đang trông chờ cái ngày mà chỉ số này giảm xuống như là chia sẻ với các bạn đó thật ra nếu các bạn chỉ nhìn riêng chỉ số DXY này đó, mà các bạn dùng phân tích kỹ thuật hay là các bạn dùng bất cứ một cái sự phân tích nào mà các bạn không tính đến nhiều chiều khác nhau thì các bạn sẽ khó biết lắm các bạn Tại vì chỉ số DXY này đã không phải là một chỉ số chỉ tính riêng về những gì mà Fed thông báo ở Hoa Kỳ đâu đúng là những cái gì mà Fed thông báo hoa kỳ ảnh hưởng đến đồng đô la nhưng mà các bạn nên biết đồng đô la chỉ là một phần của cái tính của chỉ số điện xoay này mà thôi phần còn lại đó là coi những cái ngân hàng trung ương khác họ có quyết định gì và những quyết định đó ảnh hưởng ra sao đối với đồng của quốc gia của họ như đồng nhật bản hay là đồng euro đồng bảng anh cho nên các bạn thấy được là điều mà chúng ta muốn thấy đó là những ngân hàng trung ương khác có quyết tâm mạnh hơn là Fed để mà giữ giá đồng của họ thì lúc đó chúng ta mới thấy chỉ số này nguội lại bây giờ đó là không phải cái các bạn thấy được là ở Nhật Bản đó thì họ quyết tâm nhưng mà họ cũng vừa quyết tâm nhưng mà vừa là muốn bơm tiền vào trong thị trường cho nên nó cũng không có như là mong muốn đâu các bạn còn chúng ta nói tới ở châu Âu đó thì bây giờ họ mới bắt đầu là tăng tốc lên tăng lãi suất nhưng mà vẫn đi sau phép ở Hoa Kỳ cho nên chỉ số này vẫn ở mức cao luôn và ngoại trừ thông tin đến từ nước Anh ngày hôm nay đó chúng ta cũng có thông tin cũng đáng tiếc đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nghe nước Thổ Kỳ đó thì các bạn đã biết là đây là một trong những quốc gia mà đi ngược lại với lại phần lớn thế giới phần lớn thế giới bây giờ là những hàng trung ương đó đang tăng lãi suất lên để mà giữ giá đồng của họ cũng như là để siết chặt nguồn tiền chống lại lạm phát ở trên thế giới này bây giờ chỉ có vài quốc gia làm ngược lại mà thôi trong đó thường nhớ là gần đây Trung Quốc cũng giảm lãi suất những quốc gia mà phải giảm lãi suất đó các bạn nên biết những quốc gia đó đó là tại vì nền kinh tế không được ổn cho nên họ muốn giảm lãi suất à, để mà kích thích nền kinh tế. Và chúng ta thì Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đó nhưng mà chỉ đáng tiếc đó là họ càng giảm lãi suất thì à, phần trăm lạm phát càng tăng cao và phần trăm lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đó đã lên tới mức là 85% rồi các bạn. Tại vì họ cứ giảm lãi suất hoài Các bạn nhớ là từ 14 tới 12.5 Rồi tới 12 tới 11 Các bạn nhớ là họ giảm liên tục mấy tháng nay luôn Và cái phần trăm lạm phát nó cứ tăng lên Là từ 7 mấy tới 80 Bây giờ tới 85 rồi Có thể nói là, là phần trăm lạm phát Làm sao để tăng thì ai cũng hiểu Nhưng mà làm sao để đẩy phần trăm lạm phát xuống đó Thì nó lại không dễ dàng như vậy và chúng ta thấy được rất rõ ràng lãi suất cứ giảm hoài ra thì người dân thổ nhĩ kỳ chỉ tiếp tục khổ mà thôi phần trăm lạm phát 85% thì các bạn làm sao sống đây các bạn thấy được là giá của thực phẩm đó trong vòng một năm tăng 99% giá nhà cửa ở đó đã tăng 85% chỉ một năm và cái giá di chuyển giao thông nó lên tới 117% trong vòng một năm thôi các bạn các bạn đã thấy được là tình hình nó không ổn cỡ nào rồi và vấn đề đây đó là khi mà nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể là họ không ổn về nền kinh tế cho nên là họ muốn giảm lãi suất kích thích nền kinh tế nhưng mà khi họ giảm lãi suất kích nền kinh tế đó thì uh, lúc đó chúng ta sẽ được là người dân lại đi vay uh, mượn với lãi suất thấp hơn có thể là nền kinh tế đó trong mắt của họ là sẽ được phát triển nhưng mà ngược lại sẽ dẫn đến là phần trăm lạm phát lại tăng cao hơn nữa tại vì nền kinh tế phát triển người dân lại có thêm tiền người dân có thêm tiền họ lại đi chi tiêu thêm chi tiêu thêm lại dẫn đến là phần trăm lạm phát tăng lên đó là cái dòng xoáy mà fed không muốn thấy ở hoa kỳ cái dòng xoáy giữa tiền lương và phần trăm lạm phát cho nên fed thà lựa chọn là tăng lãi suất có thể khiến cho nhiều người thất nghiệp, có thể khiến cho phần trăm thất nghiệp tăng lên, có thể dẫn đến suy thoái tài chính nhưng mà nó đỡ hơn là đi vào cái dòng xoáy như là thổ nhĩ kỳ. Ngoài trừ thổ nhĩ kỳ, chúng ta cũng nhận được cái thông tin liên quan tới nước nga. thì dựa theo cái thông báo đến từ bộ tài chính của nước nga đó, thì nước nga cũng không ổn lắm đâu các bạn về phương diện tài chính nhất là liên quan đến việc cấm vận đó, thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến nước nga rồi và nước nga đó và nước ukraine là hai nước mà có cái số lượng ngô và lúa mì xuất khẩu rất là nhiều cho những quốc gia khác trên thế giới thì cái cuộc chiến này đã dẫn đến là cái số lượng ngô và lúa mì đó đã không được xuất khẩu như là trước đây thì thanh không biết là trước đây đã có một sự thỏa thuận là nước nga và ukraine có thể tiếp tục xuất khẩu ngô và lúa mì cho những quốc gia khác để mà tiếp tục có thu nhập nhưng mà sau đó vì một cái sự kiện nào đó thì nước nga đã nói là ukraine không có theo cái quy định đó mà tấn công thuyền của nước nga cho nên họ không có tiếp tục theo cái chính sách này nữa nhưng mà theo thường biết thì hôm nay đó, nước Nga đã trở lại và nói là bây giờ sẽ tiếp tục uh, ký cái hiệp nghị là hai quốc gia này có thể uh, tiếp tục xuất khẩu ngô và lúa mì và những tài liệu khác đó thì uh, dựa theo như thường biết là đây là tài liệu đến từ Bộ Tài chính của nước Nga cho thấy được là nền kinh tế nước Nga đang bị thu hẹp lại và không chỉ riêng nước nga đâu các bạn thấy được là ở trung quốc cũng như vậy à, tôi đã từng chia sẻ nhiều thông tin với bạn gần đây đó thì uh, có rất nhiều người ở trên youtube cũng chia sẻ chi tiết hơn nhưng mà đây là thông tin chủ yếu đến từ uh, ngành bất động sản cho nên uh, khi có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà chúng ta đã từng nói tới những sự kiện như là evergrande ở nước trung quốc đó thì uh, trung quốc bây giờ thật sự đang đối đầu với lại một cái cuộc khủng hoảng bất động sản rất là lớn các bạn nói chung thì trên thế giới bây giờ có rất nhiều cái sự bất ổn Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got